Xin chào các bạn. Với thời đại công nghệ thông tin hiện tại á, thì rất là phát triển, thì chúng ta có thể áp dụng cái công nghệ thông tin này để thực hiện một số cái công việc, ví dụ như bán hàng online hoặc là chia sẻ kiến thức, vân vân, tùy theo nhu cầu của các bạn. Thì hôm nay mình làm video này để mình chia sẻ cách liên kết giữa hai cái trang cộng đồng rất là mạnh. Thứ nhất là YouTube, thứ hai là Facebook. Thì ví dụ như mình có một cái trang YouTube, một cái kênh riêng có tên là Trị Bệnh Cho Cây Trồng ở đây, và mình muốn kết nối với cái fanpage của mình, đó là Facebook sẹt nông nghiệp sạch.com.vn, để cho khi mà các bạn có vào xem thì các bạn có thể là cửa hàng, thì đây là những là chỗ mà mình giới thiệu sản phẩm. Mình đã làm một video trước và chia sẻ về vấn đề này rồi. Vấn đề hôm nay là mình giới thiệu là chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có được liên kết của cái trang YouTube vào trong bay của chúng ta như thế này. Ví dụ khi bạn bấm clip chuột vào YouTube thì sẽ ra cái video mình chia sẻ về cách chăm sóc cây, đến là những cái video mình chia sẻ về các sản phẩm bên ngành thú và thực vật. Liên kết hai hai trang với nhau, thứ nhất là trang fanpage Facebook, thứ hai là kênh YouTube. Thì mình xin đi vào vấn đề nhanh luôn. Thì các bạn vào cái địa chỉ có tên là app ABBS, rồi ở đây các bạn app.book.com xịt tiệt ngang app xịt, các bạn vào cái link này. Thì ở dưới đây sẽ có phần là install application, chúng ta sẽ install, chúng ta sẽ cài đặt cái ứng dụng này. Các bạn click ở đây, tiếp theo các bạn sẽ chọn trang Facebook của mình. Thì ở đây mình chọn là Thế Giới Nông Nghiệp đi ha. Mình click vào chọn, mình bấm vào thêm thẻ trang. Thì khi bạn click vào thêm thẻ trang thì trong vòng vài giây thì Facebook sẽ tiến hành kết nối. Rồi các bạn, Facebook đang kết nối với cái kênh YouTube. Ở đây cái YouTube Channel ID ở phần này, đây Channel, các bạn bấm vào cái kênh của mình ha, cái kênh của bạn, xong rồi các bạn lấy cái ID kênh là ở phần này, sau có dấu sẹt chuyên Channel sẹt, xong rồi đến cái ID của kênh, các bạn dán vào đây, vào đây cái phần feature video ID. Đây là một cái video đã hiển thị cái đặc trưng của cái kênh của mình, thì các bạn chọn bất kỳ một cái video này. Ở đây thì mình chọn một cái video đầu tiên đi. Ở đây có một cái ID là phần sau dấu bằng các bạn nhé, copy cái phần sau dấu bằng này, copy paste vào đây. Rồi xong, tiếp theo là click chuột vào save setting. Thì sau vài giây đó thì Facebook đã liên kết với YouTube, nhìn nhìn rất là đẹp và rất là khoa học đúng không các bạn. Ở đây tiếp theo, nhưng mà cái phần ở đây nữa mình đưa luôn kênh YouTube lên luôn, tại vì phải bấm xem thêm thì mới được kênh YouTube. Mình đưa kênh YouTube lên luôn bằng cách làm bấm vào cạc ở đây, cài đặt các bạn nhé. Sau đó cái mình vào phần chỉnh sửa trang, sau đó các bạn kéo xuống dưới, các bạn thấy kênh YouTube nằm ở dưới đây, mình click chuột trái, mình kéo lên, mình cho sau phần cửa hàng đi ha, tại vì phần YouTube thì rất là hay. Vậy vậy là xong các bạn, vậy là xong. Xong rồi mình bấm vào phần nhà trang chủ đi ha, để mình xem. Bấm vào Thế Giới Nông Nghiệp ha, tại mình có nhiều fanpage kỹ trong Thế Giới Nông Nghiệp. Rồi xong rồi các bạn vào trang đó, thì lúc này ở chỗ kênh du lên trên là các bạn hãy click chuột vào.